đây nè, mọi người nhìn nè, vợ trấn áp được lãnh nè, mà trong khi đó người dân ở trọ thiếu tiền trọ mấy tháng trời không được lãnh nè. Nè. Nè, mọi người có thấy không? Chỉ cho được có 9 người thôi, trong khi không phong tỏa 20 ngày liền không có tiền ăn tiền uống. Người dân bây giờ bức xúc nè. Đó, chỉ cho được 9 người thôi. Đó, mọi người có thấy không? Mà bây giờ nói ra thì nói là theo chỉ thị thành phố chỉ được cái chừng đó thôi. Chỉ thị cái gì ở đây? Đây, trưởng ấp, vợ trưởng ấp được. Còn người dân á, ở trọ, ăn uống không có. Đi làm á, móc hầm cầu, móc hố xí, không có. Trời ơi, cho những người nhà giàu được. Nè, vợ tổ trưởng đi nhận về nè. Đó, bao nhiêu người dân bức xúc ở đây nè, mọi người có thấy không? Tôi á là tôi thấy trong dân khổ nè, tôi phải đi quyên góp từ thiện, tôi về tôi cho trong xóm nè. Tôi kêu anh tôi quyên góp từ thiện cho trong xóm. Mà bây giờ có 1 triệu bạc, 1 triệu rưỡi cũng ăn tươi nuốt sống nè. Hồi đợt dịch rồi á, họ làm giấy tờ cho đã rồi không có. Đó, lãnh xong đi về một hơi vậy đó, còn dân ở đây đứng bức xúc nè. Đó, thấy chưa? Đây nè, đây là con hẻm bao nhiêu vậy mọi người? 197 ấp 4 xã Phước Lộc, nhà bè thành phố Hồ Chí Minh, bến đò giữa nè. Bao nhiêu người ở ngoài á, người ta ủng hộ vô đây, tôi phải đi xin một từng ký gạo, từng thùng mì, ông anh tôi phải đi quyên góp chở vô tới đây cho. Bây giờ tiền từ thiện á, tổ trưởng ấp được lấy, còn người ta đi lao động móc hầm cầu á thì phải có hợp đồng, không được lao động tự do. Đi bia chai không được nữa. Vợ trưởng ấp được rồi, cái gì cũng vợ trưởng ấp hết trơn. Bây giờ có hợp đồng cũng không được. Có đời nha, mày cho trường ấp trước còn còn đi mua mấy chai không được. Tôi nói thiệt á, bây giờ có bắt tôi lên tôi cũng chịu nữa. Tôi tức quá mà. Nhốt người ta 20 ngày tiền trọ thiếu không có đủ ăn nữa. Ở trọ là không có được ưu tiên. Bây giờ trường ấp có nhà có cửa. Nhà nó cháy luôn á. Sống làm thế mà thà thằng ai ra lấy trước là đại đó. Đó. Đứng phát vậy là bà đành đoạn phát được 9 người toàn là vợ trưởng ấp với lại bà con ở dòng họ cháu cha của người ta không à. Họ có nóng máu không? Hàng cho mấy người đó nữa thì còn bớt đi còn được. Đó thì tại sao mà nhà nước nói là chỉ thị như vậy á thì lên TV nhận là đúng rồi. Dạ đứng ngay chỗ ông đây, ông công an nói gì cho mình. Công an nói không là biết đó. Bây giờ 9 người đó là tôi không có đồng tình. Đã giải quyết thì phải giải quyết một lần chứ không có vụ mà 9 người 10 người vậy đây đó. Ở đây đâu có ai cũng khổ à, đây đó, ai không có ra đường được. Không có mua cái gì được hết. Đây tôi nói cho mọi người nghe nè. Nhà nước hỗ trợ cũng chẳng có cái gì hết trơn á, cho rau ăn, tôi nói thiệt luôn á, sau tiếng này chắc ra Nam Mô Di Đà Phật, tu thành chánh quả luôn rồi. Đó. Còn trợ cấp bây giờ tổ trưởng tổ ấp được. Từng đợt mà ưu tiên tổ trưởng trước. Đúng rồi. Đây nè, ở đây là bến đò ấp 4 nha, Phước Lộc nhà bè nha, hẻm 196, 197 nha. Bị cách ly hôm nay là ngày thứ 18 rồi. Mà phát tiền thì phát cho trừ vợ trừ gốc chết. Trong khi đó mọi người trong này nè phải đứng lên cá nhân, phải đi kêu gọi những người có lòng từ thiện để vô đây quyên góp cho từng miếng ăn giấc ngủ. Mà trong khi đó phát tiền từ thiện á cho ông trưởng ấp trước, nó nóng máu không? Tôi nói thiệt, tôi chưa bao giờ tôi lên livestream mà tôi chửi hết trơn á, nhưng mà giờ tôi phải chửi. Giờ ông trưởng ấp chừng nào lãnh nữa? Chịu lãnh nữa không? Bởi nói lên TV nhận là đúng y luôn á. Vậy cũng lộn thật chứ. Tôi nói thiệt á, tôi đi làm á hả, nếu mà cho tôi đi làm á, tôi cũng không cần cái đó cái đồng bạc, tôi cho mấy người dân nghèo cũng được nữa. Nhưng mà nhốt tôi 20 ngày nay, tôi làm theo chỉ thị của nhà nước nè. Mà bây giờ tôi không được một cái gì hết trơn á. Nói ra cái nghề nghiệp đó thì kêu là không phải nằm trong cái nhóm đó là sao? Bây giờ nói á, là hợp đồng công ty không có. Rồi bây giờ những người tự do lao động cũng không có luôn. Vậy là phát cho ai? Phát cho vợ chứ. Rồi bây giờ phát thưởng tổ trưởng là đúng rồi. Phát vợ chứ ngắp đó. Tôi đi mua ve chai đây này, hơn 60 tuổi rồi mà chưa bao giờ được cái gì hết. Đó, đừng có nói đi mua ve chai, đi lượm ngoài đường á mà không được.
vợ ông trưởng ấp lính đầu tiên. Nói dây chai là có tiền, còn mà những người tổ trưởng là không có tiền. Đó dây chai có tiền, còn với thợ hồ không được nữa. Lượm từng đồng từng hào chưa giúp vào nhà trọ khổ sở. Đó, bây giờ nói vậy chứ cũng đứng phát cho đủ chín người mọi người ơi. Còn á, những người mà ở khổ cực trong này là không có được đồng nào hết trơn á. Đi làm giúp việc nhà thì hỏi sao có hợp đồng. Ủa đi tới nhà ta mất hồng cầu, mất không cống phải có hợp đồng hả mọi người? Nhờ các bạn, các mạnh thường quân nè, các bạn chia sẻ nhiều lên giùm tôi á. Cái này là tôi nói đúng sự thật, có mắt, có chứng, có bằng chứng trước mặt tôi đây nè. Đây nè, bao nhiêu người đứng đây kiện nè. Đó chứ đâu phải riêng mình tôi lên like để tôi nói làm cái gì. Nói thiệt sự là tôi, nếu mà tôi mọi người đi làm thì cũng không cần cái đồng đó đâu, để cho mấy người khổ hơn. Mà bây giờ nhốt ở đây gần 20 ngày trời, chỉ cho miếng rau để ăn thôi. Còn lại do tụi tôi kêu mạnh thường quân tới giúp đỡ thôi, chứ còn nhà nước cũng chẳng lo được cái gì đó. Lãnh về hết rồi. Giờ cho nó lãnh đầu tiên rồi. Lãnh tiền về rồi. Phát cái đáng lẽ ưu tiên cho dân khổ dân nghèo trước, ai nhà cho tổ trưởng đồ trước. Trời ơi. Làm tổ trưởng như vậy mà làm cái gì? Làm lực thì thật đấy chứ. Đó, đang phát đó mọi người thấy không? Đó, những người mà bà con dòng họ cháu cha đó mới được. Đó, đó thì tại sao mà kêu đi lên tivi nhận là đúng y chang luôn. Kéo lên nhà ông Năm Ba, chứ hoài ra được. Ủa má.